that's good, that's good, that's good. That's good. One, two, three. That's good, that's good, that's good. That's good. One. Wow. Yeah. Wow. Xin chào mọi người. Hôm nay Huy Kim có mặt tại studio của mình để bắt đầu một buổi photoshoot cùng với tất cả ca sĩ nữ của trung tâm Press Pan này để cho mình release một cái poster. Chủ đề phải nói là kỳ này rất là mới lạ mà chưa bao giờ Thúy Nga thực hiện từ trước tới giờ. Kim cố gắng để lấy được một tấm ảnh the best of the best của mỗi ca sĩ mà present cho mình được một cái tính chất gọi là uy nghi quyền lực mà nó rất là sang trọng trong poster kỳ này. Ủa mình có đánh sang hay là cái gì chứ? Chị, em ghét lắm, cái bệnh của em á là hay phòng ngừa. Bà kia em. Ngày hôm nay trong studio với tất cả những nữ ca sĩ của trung tâm Thúy Nga, là nhiệm vụ của Thái làm sao để style cho những cô ca sĩ này thành những hoàng hậu công chúa của triều đại của cung Paris by night. Thì dĩ nhiên là mình sẽ muốn mang cái gì, một cái văn hóa của Việt Nam chúng ta về thời xa xưa xưa là vua và Nam Phương Hoàng hậu. Tôi mời. Mà mình phải làm sao với cái tông màu nó tân, nó modern, cái tông màu nó mới, và cái make up và cái tóc và cái cách chụp của Huy Kim nó cũng giống như là chụp cho phim, chụp cho một cái quảng cáo cho magazine, mà nó phải có một cái âm hưởng của hồi xưa. Em cố gắng em mở mắt ra thêm chút xíu nữa. Bà mua chân quanh đây, rồi đi chân đó, rồi mua luôn, đúng rồi. Và cái tông màu chính là màu gold, màu vàng đồng, thì nó rất là triều đình, triều đại. Thì Thái Nguyễn đã thực hiện ra những cái mấn, những cái khăn đóng mà rất là cổ truyền Việt Nam, nhưng có một tí xíu gì hơi tân thời tí xíu. Và đó là những cái base thôi, rồi Thái Nguyễn có những cái jewelry, những cái trang sức mà Thái Nguyễn đã sưu tầm rất là nhiều năm. Rồi mỗi cô ca sĩ, theo như là Thái Nguyễn đã làm việc rất là nhiều năm trong trung tâm Thúy Nga, thì mỗi cô ca sĩ có một phong cách riêng khác nhau. Thì nhiệm vụ của Thái đến đây là để mix match những cái trang sức này, giống như là cô này sẽ hợp với lại cái tông màu này, và những cái trang sức này là Thái Nguyễn sẽ ghim lên từng cái, rồi xong rồi chụp xong tháo ra, cô khác cô chụp và Thái Nguyễn sẽ ghim vô từng cái như vậy. Thì nhiệm vụ của Thái là biết được cái phong cách của từng ca sĩ như thế nào để mà thực hiện những cái headpiece này nó vẫn có một cái sự hoành tráng, một cái sự vĩ đại, nhưng mà cũng phải hợp theo phong cách của người nghệ sĩ đó. Si không ngồi được, Si phải nằm như nè, Si mới làm make up về hair được. Trời ơi, mà không cho cười luôn. Mà không được cười. Dạ, cười thì mấy cái hộp này nó chạy vòng vòng á, nên không dán được. Nếu mà nói là smoothly từ đầu đến cuối thì không đúng, tại lúc nào cũng vậy hết. Làm nghệ thuật mà quý vị, đâu phải lúc nào cũng là everything perfect. No. Some people thì mình nghĩ là ok lúc đó, nhưng về coi hình lại, no, not ok. So, ca sĩ nào mà không ok, Kim sẽ tiết lộ sau. Và lý do tại sao thì nhiều lý do lắm. Có thể là vì make up, vì costume, vì lighting, blah 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 blah. Nhưng mà hy vọng mình biết mình something wrong, mình sẽ correct it. Cái challenge á, là ở đây không phải là phần costume, không phải phần lighting, mà cũng không phải là phần cái gì mà nó quá là ghê gớm. Ở đây làm sao bắt được cái show, là cái thần thái của cái người artist khi mà họ present cái image của mình cho với khán giả, thì làm sao mà họ phải diễn được và bắt được cái thần thái mà của cái idea của nguyên cái show này nó muốn content, thì để cho khán giả thấy được wow, she's amazing. Cái đó là cái rất là khó. Quý vị phải đi mua vé xem.